Ok. Ôi. Trận nào cũng có lợi thế. Táp ra có phim này. Ây à, không tốc biến đi. Trận nào cũng có lợi thế lúc đầu. Thôi dừng đây. Ê, ấy, làm gì ấy, làm gì ấy? Ôi, không chết kìa. Nhà vẫn đéo chết, ôi nhà mình bắn. Oh my god. Ôi à. Kìa. What happens? Chưa có chưa? Lên dần được không? Dò lên trước. Nghe thế thôi. Tôi là kêu. Wow, lý vậy. Không có Tuấn gánh thì game này khó win rồi. Điên em ạ. Điều này. Sao sẽ bỏ chạy lên top vậy? Ôi biết là ông sẽ điên này. Ôi ạ. Ôi, đừng biết luôn. Gắt rồi. Rồi. Cái mày căng nha, cái mày cần sự bản lĩnh nha. Có các súng ở sau lưng á, nuôi xíu. Nếu được, đánh luôn. Ok. Chết chưa? Trời ơi. Chết rồi. Quay đánh súp rồi. Yeah, đang đợi. Liền. Nên chạy tới thôi. Lấy sắc đại quỷ. Hay quá. Em lấy chỗ em. Hay su. Red hết lồng đèn đấy nhá, đăng lên. Ok, nó nói. Cao tốc. Chưa giật 4 giờ. Thôi. Chủ luôn. Có từng gió này. Ây ạ. Qua. Chưa thuốc chính. Ok, tha đây rồi, nó không ăn. À, làm gì có thuốc chính. Rồi. Gì vậy? Đó luôn à. Không thế. Ê đó nè. Ui da. Rồi chờ. Cứ gì cái, lấy xác cái, hai. Xô. Hai. Wow, lý vậy. Em mới làm được. Bản lấy. Cảm ơn robot nha. Wow, lý vậy. Mẹ em mất 10 mét, em lỡ bảo là em DNT cho anh rồi. Có gì tí mẹ em gọi anh nói chuyện giúp em tí rồi em DNT cho anh 10k. Rồi được, thấy cảm ơn sinh viên spam nhá. Có gì cứ gọi để cho anh nói chuyện với bác. Đi vậy. Thực sự để cho bác biết là bác có thằng con nó mất dạy như nào. Luôn á. Đi. Ơi tìm mau đây này. Lý kìa. Wow, lý vậy. Em thấy tìm nó đá xin lên ước cho nó chủ quan thôi. Đi xin bảo Ori. Ăn dòng các anh em đợi anh nha. Chiêu. Chiêu. Có tí trăm mít đấy nhỉ. Ngoài anh em lồng đèn. Wow, trời đâu quá, bấm không kịp luôn. À, ơi. Chạy ơi. Thôi.
bản lĩnh của Neo là lúc này. Neo ai à, nó hiểu là giờ lên top được này. Lên cả thấu vừa đúp ấy nhỉ. Được rồi, thằng Khánh này một mạng rồi. End luôn, end luôn. Thế thôi, chỉ thế thôi. Nào làm tốt rồi. Mít donated $3. Em cảm ơn Mít nha. Kia, anh đoán ranh này. Ai cho mày ra? Đang trầm cảm vì đống bài tập mở YouTube nên tự nhiên thấy cái vip quen quen luôn. Em quên luôn cả làm bài mà. Quên luôn làm bài hả? Anh cảm ơn Mít nha, anh cảm ơn em nhiều. Bản lĩnh là ở đây. Những lúc mà team mình cần những người mà có đẳng cấp lên tiếng thì Neo bảo là có em đây anh Khánh, có em đây anh Khánh. Đó là cái bản lĩnh. Yes sir. The next day. Ơ chết cha, ô về thật là cái thì ấy, thì ấy ngựa ngựa ấy ấy. Chọt cho mông mày nè, hư nè, hư nè. Đã gánh mồi nè. Chọt cho mông. Ê khó chịu nha. Đó, mới vô ta nghe cái ego cao quá. Ê, dừng leo 2 mồi ơi. Chọt cho mông mày nè, vô mông mày nè, W nè. Ơ, ăn cái mất thật phè. Xe luôn à, ăn luôn à, ăn cái ây da ghê rồi. Thằng Khánh này thế thôi em ơi, thằng Khánh này thế thôi, thằng Khánh này thế thôi. Ê khó chịu nhiều, khó chịu nhiều. Chờ của em. Ê xúc phạt thôi, xúc phạt đi đâu vậy? Ai da không để ý, đang coi phim, đang coi phim, đang coi phim. Này mọi, này em lên là 6 này mọi. Hãy đắp lưu lộn con, hãy đắp lưu lộn con. Mọi 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 chuối 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 chuối. Không biến à? Hết tốc biến, hết tốc biến mọi, hết e luôn, hết e luôn, hết tốc biến, hết e. Ra không? Rồi. Đấy, ok baby. Hấp thông mà nè. Hấp thông mà nè. Anh mọi. Đã không tối. Ôi, TP, 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 TP. Thông mà nè, thông mà nè. Thông mà nè, thông mà nè. Ơ sao cô khó chịu chứ, sao cô khó chịu chứ, thật sự đâm đâm đau quá. Nó có mắt, nó có mắt, nó có mắt, nó có mắt, nó có mắt. Khó chịu, khó chịu, khó chịu. Khó chịu, thật. Được con mạng. Chaco là tiếng Anh là con rừng mà tôi nghĩ là một trong những con tướng khó chơi nhất đấy. Nó không phải nằm ở cái kỹ năng xử lý con tướng, nó nằm ở cái việc mà mình ra vào sao cho con tướng nó gọi là có tác dụng. Một đi xa xa tí quá. Rồi 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 rồi. Thằng Khánh thằng một là thế thôi. Thằng Khánh mới thằng một là thế thôi. Hai thằng này thế thôi. Ở đầu hàng luôn.